Vâng, em xin chào thẳng đến các bác, các cô chú, anh chị. Trong buổi sáng ngày nay em có tí chút việc bận nên là em lên sóng muộn hơn một chút so với lại hôm. Thì hôm nay em lên hai em, một em quạt cây 1m2 và một em na xoáy. Gang sắt các bác nhé, bầu sắt gang sắt toàn tập. Đấy, thì sau đây em xin chi tiết. Em thứ nhất là em quạt cây cao 1m2, mang nhãn hiệu Toshiba. Đấy, em này về hình thức của nó còn mới, rất mới các bác nhé. Đấy, rất mới. Đấy, em nó rất ok, tổng thể của nó đi các bác nhìn đấy, cao 1m2 các bác để vào phòng khách rất ok. Con này độ mới của nó còn khá nhiều. Em này không dám nói phần trăm vì là mỗi người đánh giá cái phần trăm một khác cách khác nhau. Em chỉ soi tổng thể thôi. Thế là em này cao 1m2. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng si nhũ bầu nhựa các bác nhé. Đấy. Em vẫn bao cổ cánh nành cho các bác. Đấy. Bầu trắng toát này, đằng sau nhũ này. Lồng mạ của nó rất là ok, logo mới, gần như mới. Đấy. Gần như mới các bác nhé. Đấy, sải cánh 30, lồng Toshiba cho là 4 cánh. Đấy. Độ mới của em này rất là ok. Đây. Đây là phím điện tử nha các bác nhé. Đây. Em bật chức năng của nó luôn này. Đây là bật nguồn này. Có chế độ gió cơn các bác nhé. Đấy, đây là gió cơn này. Cái này là lên số lên gió này. Đấy, đấy, số 3 này. Đấy. Còn nút dưới nút hẹn giờ các bác nhé. Đấy, hẹn giờ này. À cái này nút đây hẹn giờ này, nút năng này. Đấy, nút năng này. Đấy. Đấy. Đang một đây là nút năng. Đấy. Nút hẹn giờ đây, tung năng đây, rút tung năng quay luôn, tung năng rút. À, xin lỗi, cái đấy là nút một gió cơn và hẹn giờ. Đấy, đang chế độ hẹn giờ là 60 phút. Đấy, tổng thể em này rất ok các bác nhé. Đây, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, cổ cánh trắng muốt lành tít. Đấy, này bác để phòng khách quá ok. Đây em đang chế độ là nháy này, chế độ hẹn giờ bác nhé. Đấy, đây chế độ gió cơn rồi. À đây. Rồi, cắt gió cơn. Đấy. Phím điện tử rất đẹp. Rất hiện đại. Đấy. Em này để em xem sinh năm bao nhiêu nhé. Đây ghi số đây em nhìn nó mờ, em cũng không nhìn rõ. Đấy. Đấy, tổng thể em này còn rất mới, độ mới còn nó đến nhiều phần trăm. Em không đánh giá là bao nhiêu phần trăm nhưng mà rất là còn về tổng thể rất mới. Thì em này em bán giá công khai 2.800.000 các bác nhé. Điện nguyên zin 100V. Đấy. Dòng điện tử này thì theo em thì các bác cứ để điện nguyên zin làm cục nguồn ngoài thì nó sẽ ok hơn. Đấy, tổng thể cao 1m2, rất ok các bác nhé, nhìn đẹp, sáng choang. Em sang em thứ hai là một em na xoáy, toàn tập là sắt, bầu sắt căng sắt, bầu sắt, đấy, mỗi cánh là ấy thôi, một cánh là để lốt bằng dính nhé, còn nào chưa sạch đi này, đấy. Bầu sắt. Đấy. Cóp trứng logo vẫn còn mới. Thì em này có chiều cao từ 85 đến 90 cm. Đấy, sải cánh 30, lồng trước lồng sau là lồng vanh sơn bầu sắt tút năng rút. Đấy, dây của nó em nó đây bác này. Đấy, nó còn dẫn chắc trắng sáng. Đấy, cánh màu xanh. Hiện giờ em bật chức năng nó luôn, đồng thời bật tút năng luôn.
chạy rất êm các bạn, chạy gần như không. Em bật sang số 3. Cái này hiện giờ nhưng không hoạt động sao? Đấy. Oh, ok các bạn nhé, màu sắc mặt của em đây. Tổng thể thì em nó bị xước xác vài chỗ nho nhỏ đấy, trước sơn các bác nhé. Bác nào về các bác spa qua tí thì đẹp, em vẫn để nguyên zin, sơn của nó vẫn nguyên zin như các bác nhé, tất cả nguyên zin hết, em chỉ về vệ sinh thôi đấy. Núm của nó còn mới tinh các bác này, nhìn đấy, còn cao được nữa, em về lên chế hết đấy, quá ok luôn. Thì em này em bán giá công khai 4.500.000, điện nguyên zin 100V, giá bán tại cửa hàng thôi nhé. Đấy. Bác vừa chơi các bác vừa hưởng thụ rất ok. Thì hôm nay em lên hai em. Số điện thoại của em là 0969 135 686, số này cũng là số Zalo của em. Bác nào ở gần địa chỉ em ở Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương thì các bác ghé qua cửa hàng để xem chi tiết, mắt thấy tay sờ những sản phẩm mà bác đang tìm kiếm lựa chọn. Đấy. Còn bác nào mà thích những cái sản phẩm nào khác thì điện thoại trực tiếp cho em. Các bác cần những cái em nào như nào thì các bác sẽ điện trực tiếp cụ thể và em sẽ có nhân viên chụp gửi hình ảnh và báo giá cụ thể cho các bác. Đấy, em có địa chỉ rất rõ ràng, là các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Là mong các bác ủng hộ em một nút like, một nút đăng ký kênh. Video buổi sáng ngày hôm nay em xin dừng ở đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video.